ghế massage cao cấp Daikyosan. Báo hiếu là không chờ đợi. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ hai ngày 20 tháng 6. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cảnh sát hình sự tìm được cô gái 16 tuổi mất tích khi vào thành phố Hồ Chí Minh tìm việc làm lương cao. Từ hôm nay, công chức vi phạm nồng độ cồn, chạy xe quá tốc độ sẽ bị xử lý ra sao? Tòa phúc thẩm xét xử kêu oan của ông Nguyễn Đức Chung dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Bắt 3 người ném bom xăng vào nhà người dân lúc đêm khuya. Khoảnh khắc lũ lụt quét sập nhà, cuốn trôi cả xe cứu hỏa ở Trung Quốc. Đường sụp đột ngột, người đàn ông thoát nguy hiểm trong tích tắc. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 20 tháng 6. Hôm nay, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cục Cảnh sát Hình sự C02, Bộ Công an đã tìm được cô gái 16 tuổi ở Phú Yên mất tích nhiều ngày. Trước đó, gia đình đã trình báo với Công an chiều tối ngày 5 tháng 6, cô gái này lên xe khách từ nhà đi thành phố Hồ Chí Minh để kiếm việc làm với lương cao. Đến ngày 6 tháng 6, gia đình mất liên lạc. Sau khi nhận được thông tin chỉ đạo, Cục C02 đã nhanh chóng xác minh thông tin cô gái mất tích, tiến hành truy tìm nạn nhân. Đến ngày 18 tháng 6, Cục C02 đã phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ tìm được Nguyễn Thị Thu Ngọc. Ngọc được đưa về trụ sở Cục C02, bàn giao cho gia đình vào lúc 16:30 phút ngày 18 tháng 6. Tình trạng sức khỏe lúc bàn giao Ngọc cho gia đình tốt, tinh thần ổn định. Sau đó, Ngọc đã được gia đình đưa về nhà ở tỉnh Phú Yên. Trước đó, như đã thông tin, gia đình em Ngọc trình báo với công an chiều tối ngày 5 tháng 6, Ngọc lên xe khách từ nhà đi thành phố Hồ Chí Minh để đi kiếm việc làm với lương cao. Đến ngày 6 tháng 6, gia đình mất liên lạc với Ngọc. Sau khi người cha vào thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm con, báo cáo với cơ quan chức năng và đăng thông tin trên mạng xã hội tìm Ngọc. Giữa tháng 6 năm 2022, gia đình hai lần nhận được điện thoại của Ngọc, cho biết đã sang Campuchia làm việc. Tiếp đó, gia đình thông tin có người điện thoại yêu cầu gia đình phải bỏ ra 70 triệu đồng để chuộc Ngọc về nhà. Thông tin ghi nhận tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả các loại vaccine dịch vụ cơ bản hết sạch trong những ngày qua do gặp khó khăn trong đấu thầu mua sắm. Trong khi đó, nhu cầu người dân tiêm vaccine phòng bệnh dịch vụ rất cao, còn thời gian cụ thể để có vaccine trở lại đến nay tại Viện Pasteur vẫn chưa xác định. Bên trong khu vực phòng khám tiêm ngừa Viện Pasteur, các dãy ghế dành cho người dân ngồi chờ tiêm chủng đóng băng, không một bóng người. Tại quầy hướng dẫn chỉ có duy nhất một nhân viên y tế và lác đác một vài người dân. Một trong những chức năng chính của Viện Pasteur là tổ chức cung cấp các dịch vụ về y tế dự phòng, y tế công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội trên địa bàn khu vực phía Nam và các địa phương được phân công theo yêu cầu của Bộ Y tế. Việc hết một hay vài loại vaccine tại viện cũng thỉnh thoảng diễn ra, nhưng hết tất cả các loại vaccine như hiện nay thì rất hiếm. Thông tin chi tiết hơn đã được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online. Tình trạng không rõ thời gian trả, chậm trả hoặc có sai sót nhưng không được thông báo bổ túc hồ sơ làm căn cước công dân gắn chip tiếp tục có nhiều ý kiến phản hồi của người dân. Do chưa có căn cước công dân nên người dân gặp không ít khó khăn khi thực hiện các thủ tục giao dịch, nhất là khi chứng minh nhân dân hết hạn. Theo một cán bộ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội PC06, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có tình trạng bị lỗi dữ liệu hoặc các lỗi phát sinh trong quá trình tiếp nhận hồ sơ làm căn cước công dân, dẫn đến việc chậm cấp căn cước công dân. Một lãnh đạo Công an Thành phố Thủ Đức cho biết, trục trặc dẫn đến chậm trả hoặc phải làm lại căn cước công dân do trong quá trình người dân kê khai sai sót thông tin, sai chính tả, phải nhập lại dữ liệu mới làm được căn cước công dân. Mới đây, Công an Thành phố Thủ Đức đã có thông báo về các trường hợp người dân chưa được cấp căn cước công dân do mờ vân tay, sai cấu trúc mã số định danh. Những trường hợp này, cảnh sát khu vực hoặc Công an Thành phố Thủ Đức đã thông báo trực tiếp để làm hồ sơ khắc phục. Thông tin chi tiết hơn cũng đã được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online. Tiếp theo là thông tin sự việc nhiều người dân quan tâm. Theo đó, từ ngày 18 tháng 6 đến nay, nhiều người trong giới sân khấu chia sẻ thông tin về việc chùa Nghệ Sĩ, phường 11, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh được tháo bảng hiệu, chỉ còn tên Nghĩa Trang Nghệ Sĩ. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp cho biết, quận vừa nắm thông tin chiều ngày 19 tháng 6 và đã chỉ đạo phường 11 cùng các cơ quan liên quan nắm tình hình, báo cáo sự việc. Thông tin trên mạng xuất phát từ nội bộ hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh, hội chưa thông báo cho địa phương biết. Hiện quận chưa có chủ trương gì liên quan đến chùa Nghệ Sĩ vì đây là địa điểm có tính truyền thống của Nghệ Sĩ. Hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh cần phải liên hệ với các sở ngành cơ quan có thẩm quyền của thành phố và chính quyền địa phương để có thông tin, đề xuất và thống nhất các vấn đề liên quan đến chùa Nghệ Sĩ nếu muốn có những thay đổi ở đây. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết,
từ hôm nay 20 tháng 6 đến hết ngày 20 tháng 9, bắt đầu triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra xử lý các vi phạm. Công chức vi phạm nồng độ cồn, chạy xe quá tốc độ sẽ bị gửi thông báo về cơ quan. Cảnh sát giao thông tập trung phát hiện xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, vượt quá tốc độ cho phép, cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải. Với vi phạm về nồng độ cồn, tập trung kiểm tra xử lý trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, các tỉnh lộ ở xa khu vực đông dân cư, điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông. Đối với các trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ bị gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định. Với vi phạm về tốc độ, khi xử lý sẽ có các biện pháp cảnh báo, sử dụng hình thức công khai là chính, kết hợp với biện pháp bí mật, tăng cường áp dụng biện pháp xử lý vi phạm qua hình ảnh để nâng cao hơn nữa ý thức của người tham gia giao thông. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cũng giải thích thêm về việc sẽ gửi thông báo về cơ quan của công chức, viên chức vi phạm trật tự an toàn giao thông từ ngày 20 tháng 6, nhấn mạnh không có chuyện chỉ gửi thông báo mà không xử phạt, mọi công dân vi phạm đều bị xử phạt theo quy định. Tại Bình Định, ngày 20 tháng 6, Thượng tá Phạm Văn Triều, trưởng Công an huyện Vân Canh cho biết, Công an huyện đã bắt khẩn cấp 3 thanh niên vì dùng bom xăng ném gây cháy nổ nhà người khác. 3 người bị bắt khẩn cấp là Nguyễn Văn Em, 19 tuổi, trú làng Suối Đá, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, Lê Văn Thảo, 17 tuổi và Nguyễn Phi Hùng, 22 tuổi, cùng trú thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh. Vào đêm 18 tháng 6, Nguyễn Văn Em là người chạy xe máy chở Lê Văn Thảo mang theo bom xăng đến nhà ông Bùi Quốc Thành ở thị trấn Vân Canh và ném vào nhà ông này gây cháy nổ. Trong khi đó, chủ mưu vụ việc này là Nguyễn Phi Hùng. Hành vi của 3 người này có dấu hiệu phạm tội giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự. Nguyễn Phi Hùng từng là con rể của ông Bùi Quốc Thành, nhưng theo ông Thành, từ dữ liệu camera cho thấy có 2 người đi xe máy đến nhà ông, sau đó một người tiến vào gần và ném chai chứa xăng vào. Cuối giờ trưa và chiều ngày 20 tháng 6, phiên tòa phúc thẩm vụ án mua chế phẩm Redoxy 3C trái quy định liên quan cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bắt đầu phần thẩm vấn. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa có nhiều nội dung trái ngược nhau. Bị cáo Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Atic, khẳng định công ty thuộc gia đình ông Chung và quá trình ký phân phối độc quyền chế phẩm xử lý nước do ông Chung chỉ đạo. Trong khi đó, cựu chủ tịch Hà Nội phủ nhận toàn bộ lời khai này. Trong đơn kháng cáo, ông Nguyễn Đức Chung cho rằng cũng bản án sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là không đúng nên đã có đơn kháng cáo kêu oan. Trước khi phiên tòa phúc thẩm mở, từ trại giam, ông Chung đã gửi bản giải trình hơn 100 trang, đưa ra nhiều luận điểm để tiếp tục kêu oan. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 20 đến 22 tháng 6. Thông tin tường thuật chi tiết về phiên tòa phúc thẩm được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online. Chiều ngày 20 tháng 6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Gia Lộc đang củng cố hồ sơ để xử lý một cơ sở sản xuất buôn bán dầu nhớt giả quy mô lớn. Trước đó, vào ngày 15 tháng 6, tại đường 393 thuộc địa phận xã Phạm Trấn, tổ công tác của Công an huyện Gia Lộc kiểm tra xe ô tô mang biển số Hà Nội do Trương Quang Diện, 42 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương điều khiển, phát hiện trên xe đang vận chuyển dầu nhớt có nhiều biểu hiện nghi vấn. Diện khai nhận đây là dầu nhớt giả, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Kha ở thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, Công an huyện Gia Lộc phát hiện, thu giữ nhiều tang vật phục vụ quá trình sản xuất, sang chiết dầu nhớt giả trái phép. Quá trình làm việc, Kha không xuất trình được giấy phép kinh doanh. Qua điều tra, cơ sở sản xuất buôn bán dầu nhớt giả của Kha hoạt động từ đầu năm 2012. Địa bàn tiêu thụ số dầu nhớt giả của cơ sở này chủ yếu ở khu vực Tây Bắc. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Bản tin 30 giây nóng tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trên một số lĩnh vực. Chiều ngày 20 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp thực hiện các quyết định tố tụng đối với ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng và các thuộc cấp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Tôn Thất Thạnh, 58 tuổi, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng, gọi tắt là CDC Đà Nẵng, về hành vi tham ô tài sản, theo quy định tại khoản 4 điều 353 Bộ luật hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 40 tuổi, trưởng khoa xét nghiệm CDC Đà Nẵng, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Lê Thị Kim Chi, 36 tuổi, nhân viên khoa xét nghiệm CDC Đà Nẵng cùng về tội danh trên. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng cũng tiến hành khám xét
thu giữ tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án tại nơi ở và nơi làm việc của ông Thạnh và các bị can nói trên. Kết quả điều tra ban đầu, Công an thành phố Đà Nẵng xác định, từ năm 2020 đến năm 2021, ông Tôn Thất Thạnh cùng các đồng phạm đã móc nối với công ty Việt Á nhằm mục đích tham ô số vật tư xét nghiệm COVID-19 đã được thành phố Đà Nẵng mua để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Chiều ngày 20 tháng 6, mạng xã hội lan truyền hình ảnh clip với nội dung cầu thủ Nguyễn Quang Hải bị cảnh sát giao thông dừng xe ô tô do vi phạm lỗi vượt đèn đỏ trên phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, theo thông tin ban đầu từ đội Cảnh sát Giao thông số 4, vào chiều cùng ngày, khi cầu thủ Quang Hải điều khiển ô tô di chuyển trên phố Bạch Mai thì xảy ra va chạm giao thông với một phương tiện khác. Sau khi xảy ra va chạm, các cán bộ Cảnh sát Giao thông đã tiến hành cùng các chủ phương tiện giải quyết sự việc. Vụ va chạm nhẹ không gây hậu quả gì. Phòng Cảnh sát Giao thông cũng cho biết, thông tin trên mạng xã hội cho rằng cầu thủ Quang Hải điều khiển ô tô vượt đèn đỏ bị cảnh sát giao thông dừng xe là không đúng. Chuyển sang những tin tức thế giới. Đáng chú ý, với thông tin Mỹ chuyển sang năng lượng tái tạo để tránh biến động giá dầu, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng nhấn mạnh thêm, cách duy nhất để khắc phục khủng hoảng năng lượng trung hạn là hướng đến năng lượng xanh để giải quyết biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh bà không nghĩ các chính sách có lỗi về những gì đang xảy ra trên thị trường dầu khí. Trên thực tế, mức tiêu thụ khí đốt và nhiên liệu đang ở mức thấp hơn trước đại dịch. Những gì xảy ra là do sản lượng đi xuống. Theo bà, công suất các nhà máy lọc dầu giảm ở Mỹ và sản lượng dầu cũng giảm. Các nhà sản xuất một phần nào đó đã không nắm được sức mạnh của sự phục hồi trong nền kinh tế và chưa sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Bà nhận định giá cao sẽ khiến các nhà sản xuất dầu khí tăng nguồn cung theo thời gian. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng cho rằng cách tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng trong trung hạn, đảm bảo chi phí năng lượng hợp lý cho các hộ gia đình là dần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tại Trung Quốc, sáng sớm ngày 19 tháng 6, một đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe cứu hỏa giữa làn nước lũ được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Địa điểm xảy ra vụ việc là quận Cúc Giang, thành phố Thiều Quang, tỉnh Quảng Đông. Theo thông báo của Văn phòng Thông tin Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 19 tháng 6, từ 20 giờ ngày 19 tháng 6 đến 20 giờ ngày 20 tháng 6, khả năng cao xảy ra thảm họa lũ quét ở các khu vực phía Tây Chiết Giang và Đông Bắc Giang Tây. Các khu vực khác cũng có thể xảy ra lũ lụt do mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn. Tại Ấn Độ, một cặp vợ chồng đi xe máy đã rơi xuống một hố nước bên đường. Sự việc được camera an ninh ở Aligarh quay lại ngày 18 tháng 6 cho thấy, thời điểm trên, khu vực này bị ngập nước do mưa lớn. Lúc này, cặp vợ chồng đang rẽ vào một cửa hàng. Bất ngờ, cả người và xe bị lọt xuống một hố nước bên đường. Theo người chồng, do mặt đường bị ngập, nên ông không phân biệt được đó là hố nước sâu. Đây là hình ảnh cũng được ghi nhận tại Ấn Độ. Một người đàn ông may mắn tránh được tình huống nguy hiểm khi con đường ông đang đi qua bất ngờ bị sụp đổ. Theo lời kể của nhân chứng, họ nhận thấy con đường sắp sụp đổ và hét lên để cảnh báo cho người đàn ông đang đi qua. Người đàn ông may mắn tránh được tình huống nguy hiểm trong tích tắc. Vụ việc xảy ra vào ngày 16 tháng 6 tại Basa. Thời tiết hôm nay đáng chú ý với cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21 tháng 6. Ở Trung Bộ, nắng nóng còn kéo dài hơn, đến khoảng ngày 22 đến 23 tháng 6. Tại hai khu vực này, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực Hà Nội, nhiệt độ cao nhất có nơi cũng trên 39 độ C. Với diễn biến nắng nóng như vừa nêu, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư. Nắng nóng còn có thể gây nên tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Thông tin thời tiết còn đáng chú ý với cảnh báo về tia cực tím. Trong ngày hôm nay và ngày mai, chỉ số UV tại các thành phố trên cả nước đạt ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao. Ở miền Bắc và miền Trung, mức UV này rơi vào khung từ 10 đến 13 giờ. Hai ngày tiếp theo, ngày 22 đến 23 tháng 6, chỉ số UV tại các thành phố ở miền Bắc giảm xuống ngưỡng có nguy cơ gây hại cao, trong khi các thành phố còn lại vẫn duy trì ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao.
Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi. Bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, tv.tuổi trẻ.vn, kênh YouTube và fanpage báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghế massage cao cấp Daikyo San, báo hiếu là không chờ đợi.